Thưa quý vị và các bạn, sau khi xảy ra vụ việc tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tua, huyện Chư Quyên, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lực lượng với quyết tâm truy bắt. Đến nay đã bắt giữ, tạm giữ hình sự nhiều đối tượng và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng. Theo Bộ Công an, nguyên nhân vụ khủng bố tấn công vào hai trụ sở xã là do âm mưu của các thế lực thù địch, đối tượng phun rô lưu vong, kích động một số người dân tộc thiểu số, chia rẽ với người Kinh, gây mất trật tự tại địa bàn. Trong khi chờ những bản án nghiêm khắc nhất dành cho các đối tượng, chúng ta cần nâng cao cảnh giác, đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về vụ việc trên. Hiện nay, các luận điệu xuyên tạc chống phá được các thế lực phản động thù địch thực hiện không chỉ thuần túy về vấn đề lý luận, mà bao gồm tất cả những vấn đề thực tế mới phát sinh. Điển hình như tổ chức khủng bố Việt Tân dùng chiêu bài bẻ lái dư luận bằng thông tin cho rằng nguyên nhân vụ việc tấn công vào hai trụ sở xã tại Đắk Lắk xuất phát từ việc chính quyền cưỡng chế đất của người dân Chư Quynh. Ngày 13 tháng 6, trên trang mạng xã hội của tổ chức này đăng tải một video với thủ thuật cắt ghép, giật tít đầy kích động. Còn trên trang Nhật ký yêu nước, một trong những trang mạng chống phá nhà nước đã xuyên tạc vụ việc, cho rằng nguyên nhân dẫn đến các đối tượng tấn công trụ sở xã giết người là do cưỡng chế thu hồi đất. Vừa rồi là tôi thấy là đồng bào rất là phẫn nộ. Đồng bào rất phẫn nộ. Bởi là từ cái phẫn nộ trong đồng bào thì đồng bào càng đoàn kết nhau. Bên cạnh đó tôi cũng mong là giữa đồng bào Kinh và đồng bào dân tộc là càng gắn bó nhau, càng giúp đỡ lẫn nhau, không kỳ thị nhau trong cái vụ việc đó. Đó là một nhóm nhỏ thì không thể là phá vỡ cái đoàn kết của đồng bào ta. Trên thực tế, những gì đang diễn ra tại huyện Chư Quynh hoàn toàn trái ngược với thông tin mà các đối tượng phản động chống đối bịa đặt ra để hướng lái dư luận. Người dân Chư Quynh nói riêng, Tây Nguyên nói chung đang đồng lòng chung sức cùng với chính quyền để truy bắt các đối tượng lẩn trốn, đồng thời đề cao cảnh giác với âm mưu hoạt động phá hoại của kẻ địch. Cuộc sống của người dân tại đây đang dần trở lại bình thường. Vì vậy, việc tuyên truyền giúp bà con nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động, lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá Việt Nam là rất cần thiết và phải được tiến hành thường xuyên nhằm nêu cao ý thức cảnh giác, góp phần phòng ngừa ngăn chặn sự phá hoại của chúng, chung tay bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên của buôn làng. Chúng ta đừng có lo sợ. Rồi là chúng ta phải đoàn kết với nhau, đồng bào phải đoàn kết, rồi là phải chống lại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ địch, dụ dỗ, rồi là nói bậy nữa, nói xuyên tạc là sự thật của cách mạng. Cho nên là bây giờ là cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng là quan trọng. Trước thông tin hình ảnh sai lệch gây nhiễu loạn trên mạng xã hội hiện nay, mỗi công dân khi tiếp cận sử dụng Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng, cần kiểm tra nguồn tin, tính chính xác, cần phải kiểm tra các tin bài ảnh video trước khi đọc xem chia sẻ, xem các trang web, trang mạng, tài khoản cá nhân đó có mang tính chính danh không, có bị cơ quan chức năng lên tiếng cảnh báo không. Bà con, đồng bào nhân dân trong tỉnh phải tăng cường cảnh giác, nêu cao cảnh giác và đồng thời là có cái có những cái hành động cụ thể trong cái việc mà không nghe, không làm và không theo, không tin những cái lời của các cái thế lực xúi dục và không tin tưởng vào những cái lời hứa của các cái thế lực để rồi là có những cái hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, người dân cần có tư duy phản biện đối với thông tin không đúng sự thật. Mỗi công dân là một chiến sĩ trên mặt trận thông tin. Bởi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia không phải là trách nhiệm riêng ai, mà đó là sự chung sức đồng lòng của toàn thể người dân. Khi phát hiện thông tin không đúng sự thật, cần tẩy chay, không chia sẻ dẫn về trang cá nhân của mình, tránh gây tình trạng hoang mang trong dư luận.